Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Chưa gì mới vô trận đã gặp Joseph khoe một đống skin rồi. Huyết kiếm rồi Enlin. Nhiều lắm. Không nhớ tên luôn á. Và hôm nay mình sẽ chơi nhân vật Ellie. Và dĩ nhiên là khi gặp Joseph thì đồng đội mình phải nhanh chóng là bích ngay nhân vật bác sĩ rồi. Chơi mà gặp Hunter Joseph nó thiệt luôn là mệt, buồn ngủ lắm luôn á. Bởi vì cái khả năng khống chế máy, máu, các thứ của nó khá là mệt mỏi luôn. Thường thường đa số là cái nhận Joseph nó sẽ dài hơn là những trận Hunter khác. Mình núp đã, núp đã. Núp trong cái xó này nè. Ủa sao nó không chụp đi nhỉ? À rồi, chụp rồi, chụp rồi. Thường thường là bạn nào mà hay núp á là sẽ có khả năng là hơi bị nóng vội. Bởi vì là mình nghĩ là Hunter nó sẽ đợi mình khoảng là 15-20 giây gì đó để cho mình hết cái... để mình nóng vội á, là mình sẽ đi sửa máy. Lúc đó nó chụp để xem là đứa nào kiên trì hơn đứa nào ấy. Cho nên rất là nguy hiểm luôn nha. Các bạn cứ núp đi, không sao đâu. Ủa nó đâu đấy? Ủa Hunter đâu hả? Ui, đằng sau lưng mình. Rồi, vừa nhớ nha, vừa nhớ là phải vừa cai, vừa đảo cam vào Hunter và đảo cam ra trước mặt để di chuyển nhân vật của mình. Hello. Tốc biến có không? Trời ơi, chém thế mà cũng hụt, phí cú thiệt. Gì đây? Đi ra kia chơi. Mình hit được hơn nửa rồi. Thôi chuyển khu cai thôi. Không là nó vả cho bố phát đấy. Úi dồi ôi. Quá đáng. Từ từ này. Úi dồi, tốc biến cũng dơ nữa. Cảm ơn. Yeah, được con cú đó rồi. Yeah. Chuyển khu cai thôi. Nè, cú 1 giây này. Yee, quá đỉnh. Hết tốc biến là hết sợ nha. Rồi, đi thẳng ra đây lại có gói án này. Úi sổ 3 máy rồi. Không chụp ảnh là thọt đấy. Đi chụp ảnh đi. Không chụp luôn. Không chụp. Ui. Úi sổ ơi, giật mình luôn á. Căng quá. Bây giờ là còn 2 máy thôi. Ô cái hầm ngay đây luôn. Để binh hầm. Lát nữa ai có cơ hội nhảy hầm thì binh hầm lên cho họ biết. Mình ấy không ra cái bộ skin này nơi. Buồn ghê á. Giờ đang trông chờ cái bộ skin của... À quên, cái bộ phụ kiện. Không biết là nó có ra không. Ngày nào mình cũng chăm chỉ đi rank. Ok, cứu kịp rồi. Sắp được một con cú rồi. Úi dồi ôi. Vừa nó con cú xong chưa kịp kéo. Gục rồi. Đau lòng. Buồn hết sức vậy đó. Trời ơi. Còn một máy cuối. Yeah, khỏe rồi. Chơi tên chi cũng hơi cực á. Không có sướng đâu các bạn ơi. Cơ bản là các bạn phải đảo cam nhìn Hunter rất là nhiều. Không nhìn Hunter là sẽ không tích được cú. Nhưng mà trong khi mình lại lên cái nhánh số 6 nữa. Lúc nào cũng vậy á. Lên nhánh 6 đi cứu người toàn gặp Hunter đầu thôi. Ủa nó lau kiếm nhanh thế nhở?
Ôi nổ máy rồi. Trời ơi, chạy. Ui nó không tốc biến à, vướng trời ơi. Chạy vô đây. Nhanh. Ui. Ui. Ngu người rồi. Mình chưa gục đâu nha, ở trong thế giới ảnh. Ai cứu với. Ôi, với bạn này xa quá. Không cứu được rồi. Trời ơi. Ôi, mỹ nhân nhanh một chút cho mình thiêu. Còn 50 nữa. Không kịp rồi, nó đi nhanh lắm. Kìa, thấy đèn đỏ tới nơi rồi kìa. Thôi, không cứu được rồi. Trời ơi, còn một tí nữa à. Buồn ghê á. Thôi thoát đi làm ván mới. Nếu mà mình không cứu bóng của mình, lát nữa là mình gục. Khổ vậy á. Vậy nói chơi Joseph mệt cực luôn. Chứ có sướng đâu. Ô thanh niên, chạy đi bạn ơi. Nó tốc biến đấy. Đấy thấy chưa? Trời ơi, nhây. Ok, mình đã quay trở lại với một trận đấu thứ hai đây. Ở trong cái nhà máy. Mà nói thật là chơi tiên tri trong cái chế độ này thì nó cũng khá là hay. Nhất là khi mà các bạn sử dụng cái con để liên lạc với bạn với nhau ấy. Rất là dễ báo cho đồng đội biết Hunter đang ở đâu để có thể trốn. Nhưng mà game gì cũng vậy thôi. Nếu mà chơi kiểu game online thì có bạn bè chơi sẽ vui hơn là chơi một mình. Nhiều khi trao đổi nói chuyện linh tinh với nhau thì khá là thích. Mấy bữa nay thì tụi mình hay dùng Messenger của Facebook. Nhưng mà cái Discord thì nó sẽ hay hơn. Tại vì Discord nó có một cái ứng dụng, một cái cài đặt về lọc tiếng ồn. Trời mưa to cỡ mấy nhưng mà ngồi trong phòng thì dĩ nhiên là cái tiếng mưa sẽ không vọng vào bên trong để cho người đối diện nghe. Khá là hay với cái vai trò này. Để mình soi cú cho Dancer xem. Ôi ôi. Đây là đài tường hình trực tiếp. Ok, một con bon nhìn cái đầu như cái phễu nhờ. Hài vãi. Cái bộ skin gì làm cho con bon nó tếu vậy trời. Dancer Kai vậy là hay đó. Nhưng mà dính bom rồi. Mà gặp bon cũng khá là khó để cứu nữa chứ. Không thể cover được, bởi vì nó ném bom làm sao cover được. Rồi nhảy đi. Ok, mình sẽ sửa xong cái máy này thôi. Ui dồi ôi, game over rồi. Đi cứu thôi, bây giờ là mình mới được sửa xong một máy rồi đi cứu này. Chứ hồi nãy thì đi nhây Hunter mệt quá. Cái bộ skin này là các bạn phải nạp tiền mới có nha. Nạp mấy chục hả? Không biết luôn. Tôi nghe đâu là 60 á. Không có ít đâu. Hết cú free. Ui. Đừng cứu sớm nha. Khoảng chừng 25% các bạn xuống cứu là vừa. Cả hầy bom các thứ nữa. Ui nó ném bom này. Sợ ghê á. Ui body block. Trời ơi nó body cái cửa khó vô. Sát được con cú rồi. Ok để mình kéo cho bạn vũ công. Lên bạn ơi. Lên luôn. Cố lên.
Úi dồi ôi. Bó tay. Chịu luôn ấy. Cái hầm lại ở đây. Cầu mong nó đừng có nhét xuống hầm nữa, không cực khổ ghê. Ủa bạn tập kỹ có mang nhánh 6 không đi cứu vậy? Mình sẽ đi heal xong mình đi sửa máy thôi. Ok. Ủa thôi đi sửa máy đi, sửa máy đi. Ủa tập kỹ nhánh 6 à? À nhánh 3 à? Nhánh 9. Máy mới, còn 2 máy lận. Gặp Bon Bon không có bác sĩ cũng khá là cực. Mà bác sĩ mà gặp Bon Bon thì cũng khá là khổ. Cứ mỗi lần nhây với nó heal cứ ném bom ra bực mình lắm. Ok, máy cuối thôi. Ném bom ra nó cứ vùng bao vây các thứ. Trời ơi. Ông này ông ra ông ống hớt xong ông ăn nửa máu. Nó tới kìa. Nó tới đó cậu, chạy đi. Tôi nghe mùi mà. Biết ngay mà. Ui hay quá nhờ, hay quá. Chưa có nổ đâu, giải tán. Ô nó dí tập kỹ rồi, sửa máy cậu ơi, sửa máy. Cố lên, để mình đi cứu. Ấy, chà. Để tớ cứu luôn, cứu trước 50 luôn. Rồi, chạy thôi, giải tán. Đường ai người đi nhá. Đường ai người ấy đi chứ tôi không biết rồi nha. Tôi không biết gì hết nha. Nó dí ai là xui người đó thôi. Và dĩ nhiên là không dí mình rồi. Ôi ôi phải đi mở cửa cho tạp kỹ nữa. Bạn thuyền phó chắc mới lên ghế lần đầu thôi à. Có khả năng nó sẽ dịch chuyển ra đây. Nghi lắm. Để mình quay lại mình cứu bạn First Officer. Nó cứu không? Đây, dí mình rồi. Tập kỹ lại cứu. Đúng rồi, hay quá. Tại vì khả năng thường thường á, Hunter nó cho ghế lên bên này xong là nó sẽ chuyển sang bên kia. Nên là mình đoán được cái tâm lý đó thì mình sẽ đi vòng lại sẽ tốt hơn rất là nhiều. Nó quay trở lại cái nó dịch chuyển kia. Đi lùi lại. Đấy thấy không? Cứu bên này nó dịch chuyển sang bên kia liền à. Cho nên là mình phân tích được tình hình là mình sẽ di chuyển sao cho nó tốt. Hai bạn này cũng hiểu ý nhau này. Rồi chắc là mở cổng kịp ấy. Ô đầu hàng rồi. Trời ơi. Ok và mình cũng sẽ kết thúc video clip đây nha. Nếu các bạn thích đừng quên ủng hộ channel của mình. Và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Bye bye.